And let's open the Word of God. 자, 여러분, 일단 공부 말로 주어. And of course, let's open the book of Genesis. 마다니엘 And of course, let's open the first chapter. 마다니엘 마지막. And let's open, of course, the first verse. 마다니엘 주장 마지막. Amen. All good servants begin in Genesis 1:1. 우리가 뜻가가 말장 하이라고 받아 우리 삼태기. Amen. Well, I want us to read the first verse of the Bible. 뭐 như vậy là tôi muốn đọc cho các bạn câu đầu tiên của Kinh Thánh. The Bible starts with these words, in the beginning. Kinh Thánh bắt đầu bằng những câu này. Ban đầu. Say in the beginning. Hãy nói ban đầu. Ban đầu. Ban đầu. Ban đầu. Ban đầu. Ban đầu. Say in the beginning. Hãy nói ban đầu. That's the subject I want to talk about. Vâng, và đó là cái đề tài mà tôi muốn nói chuyện tối nay. I'm not going to speak so long. Tôi sẽ không nói dài lắm. But I have something in my heart. Nhưng mà trong lòng tôi có một điều gì đó. I want to share with you tonight. Mà tôi muốn chia sẻ cùng với các bạn tối nay. In the beginning. Ban đầu. Because already here, this says so much about God. Bởi vì ngay tại đây đã nói rất nhiều điều về Đức Chúa Trời rồi. The Bible starts with these words. Kinh Thánh bắt đầu bằng những từ này. About the creation of the world. Về sự sáng tạo nên thế giới. In the beginning. Ban đầu. What does that say about God? Và điều này cho chúng ta biết điều gì về Đức Chúa Trời? There was a time when the world was not. Như vậy là đã có một lúc. And then God began. Mà thời gian chưa có. Chúa bắt đầu. He did what had never been done before. Ngài làm cái điều trước đây chưa bao giờ được làm. God started something. Chúa đã bắt đầu điều gì đó. Then let's say you are the archangel of angels of the Lord. Rồi giả sử các bạn đây là thiên sứ của Chúa. And there is no world. Và chưa có thế giới. And suddenly God says. Và tự nhiên Chúa nói. Let there be light. Phải có sự sáng. And there has been light before. Và trước đây chưa có sự sáng đâu. What do you think the angels react? Thì các thiên sứ sẽ phản ứng thế nào? Wow. Let there be light. Phải có sự sáng. Wow. And then God. Chúa tạo ra các tầng trời. There never been heaven before. Trước đây chưa bao giờ có trời. And angels are watching. Và các thiên sứ theo dõi. Oh, look what the Father is doing. Ngồi xem tôi là cha, biết gì cha đang làm. Oh, heaven. Oh, trời. Làm lại thêm lần. And heaven. Và trời. And then he created. Và sau đó ngài tạo dựng. The earth. Trái đất. The green fields. Cánh đồng xanh. All the fish. Tất cả loài cá. Wow! 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 Yeah. And angels says, "Oh, the Father is mighty." But this is not only for the church. Never seen anything like it. And then he takes the earth. And sau đó ngài lấy đất. And he makes man. Và ngài tạo nên con người. Wow! And then he creates the woman. Và ngài tạo nên người phụ nữ. Ngài không chỉ suy nghĩ mà ngồi thiền ngồi trầm ngâm. In the beginning, ban đầu, the world was not. Lúc bây giờ thế giới đã có và Ngài đã tạo nên thế giới. You know something of the nature of God. Bạn biết không, có một cái gì đó trong bản chất của Chúa. He does what has never been done before. Để Ngài làm cái điều trước đây chưa bao giờ được làm. He is creative in His character. Ngài là đấng sáng tạo trong bản chất của Ngài. Life is not a circle. Cuộc sống không phải là cái vòng lẩn quẩn. The world is not a circle. Thế giới cũng không phải là một vòng lẩn quẩn. What has been will come back and nothing changes. Cái gì đã có rồi sẽ trở lại và không có gì thay đổi cả. Then the Bible would have started with the word in the beginning. Và nếu vậy thì Kinh Thánh đã không bắt đầu với từ là ban đầu. Amen. Amen. But there are beginnings with God. Nhưng có cái sự ban đầu với Chúa. There are new things with God. Có cái điều mới với Chúa. Amen. Amen. And if God has this character. Và nếu như trong tính cách của Ngài có điều này. You know, thì bạn biết không? And I have that also. Thì tôi cũng có điều đó nữa. Amen. Amen. I'm safe. Tôi là an toàn. I'm created in the image of God. Tôi được cứu, tôi đã được tạo dựng nên theo ảnh tượng của Chúa. And there is something inside of us. Và có một cái gì đó bên trong chúng ta. That can do. Mà có thể làm. What we haven't done before. Cái mà trước đây chúng ta chưa làm. But
sorry, that can step into something new. Để chúng ta có thể bước vào cái gì đó mới. We also have a little part of the creating ability of God. Tất cả chúng ta đều có một phần nhỏ trong cái khả năng sáng tạo của Chúa. Amen. Amen. You know what the devil wants? Và biết ma quỷ muốn gì không? The devil wants you to never do any new things in your life. Ma quỷ muốn bạn sẽ không bao giờ làm điều gì mới trong đời sống của bạn. He wants you to never take any initiative. Nó muốn bạn không bao giờ có dám có cái sáng kiến nào cả. But God is not like that. Nhưng Chúa không phải như vậy. He says, "Follow me." Ngài nói hãy theo ta. I'll take you places where you have never been. Ta sẽ dẫn ngươi đến nơi ngươi chưa bao giờ đến. I'll make you do what you've never done before. Ta sẽ làm cho ngươi giúp ngươi làm cái điều trước đây chưa bao giờ làm. And today God is challenging the church. Và ngày nay Chúa thách thức hội thánh. We've been talking about these 3 days with the leaders. Và trong cả 3 ngày vừa qua chúng ta đã nói chuyện với người này. How the Lord will take us further. Về việc Chúa muốn dẫn chúng ta đi xa hơn. And then there must be something inside. Và sau đó phải có gì đó bên trong chúng ta says, yeah, nói rằng vâng, I am like this. Đúng vậy, tôi như vậy. God is the Omega, He is Chúa the end. Là Omega, Ngài là cuối cùng. But He's also the beginning. Nhưng mà Ngài còn là ban đầu nữa, đầu tiên nữa. Idea. Tôi dám to take a step forward. Làm một bước tiến về phía trước. Idea. Tôi dám. To do what I haven't done before. Làm điều mà trước đây tôi chưa bao giờ làm. And listen to me. Và xin anh nghe tôi. Tonight. Tối nay, I believe there are decisions that are going to be made here. Tôi tin rằng là tại đây sẽ có những người làm những quyết định. I believe there are so many things. Tôi tin rằng có rất nhiều điều. In our hearts. Trong lòng của chúng ta. And we know it is God. Và chúng ta biết rằng điều đó là từ Chúa. We know we should do this. Chúng ta biết rằng chúng ta cần phải làm. Sometimes it's hard to get started. Nhưng đôi khi chúng ta rất khó khởi sự. I have seen in the church in Moscow. Tôi đã nhìn thấy những hội thánh ở Moscow. Often the problem is not that people don't know the will of God. Vấn đề nhiều khi không phải là người ta không biết ý muốn của Chúa. They know what God wants to do. Chúa muốn họ làm gì. But it's kind of a step to begin to do it. Có vẻ như cái khó nhất là cái khởi đầu. Maybe there's something in your heart also. Có thể có cái điều gì đó trong lòng bạn được. Maybe you're thinking about it for a long time. Chẳng hạn có thể bạn đã nghĩ về điều đó nhiều từ lâu. But now you're not going to think any longer. Nhưng bây giờ bạn không chỉ nghĩ nữa. Say in the beginning. Hãy nói ban đầu. God is beginning. Chúa là ban đầu. Amen. Amen. And maybe you think about thought about studying something. Và có thể bạn nghĩ về việc học một cái môn gì đó. Maybe God is calling you. Có thể Chúa kêu gọi bạn. To educate yourself. Để khóa học để trở nên khóa học. His glory. Vì khó nguy hiểm của Ngài. Go to Bible school. Chẳng hạn đi học trong trường kinh thánh. And keep on thinking. Và bạn cứ tiếp tục suy nghĩ. Tonight. Thì tối nay. Let's make a decision. Hãy làm một cái quyết định. In the beginning. Ban đầu. I'm gonna do that. Tôi sẽ làm điều đó. Or maybe God is calling to your ministry. Có thể Chúa gọi bạn vào chức vụ. But you haven't really, stepped into it. Bạn thực sự vẫn chưa bước vào điều đó. Maybe God has been saying to you. Có thể Chúa đã nói với bạn. You need to start to read the Bible. Rằng con phải bắt đầu đọc kinh thánh đi. Every day. Ngày nào cũng phải đọc. But you just keep on thinking about it. Bạn cứ chỉ nghĩ về cái chuyện đó mà thôi. Tonight. Thì tối nay. Let's make a decision. Hãy làm một cái quyết định lớn. I'm just gonna think about it. Tôi sẽ không chỉ nghĩ về cái đó nữa. I'm gonna do it. Mà tôi sẽ làm cái đó. In the beginning. Ban đầu. Maybe God wants you to start a home group. Có thể Chúa muốn bạn mở một nhóm tế bào. Inside of you, seen the potential. Có thể bên trong các bạn, bạn nhìn thấy tiềm năng. But we can't just think about it. Nhưng chúng ta không thể chỉ suy nghĩ. It's this step. Tại vì có cái bước. I'm gonna do it. Mà tôi phải làm điều đó. That will release God's blessing upon you. Và chính cái đó sẽ khai phóng sự chúc phước của Chúa trên đời sống của bạn. Maybe there's a relationship. Có thể có cái mối quan hệ. With a relative. Với người thân chẳng hạn. Someone in the church. Với một ai đó trong hội thánh chẳng hạn. Someone in the family. Với một ai đó trong gia đình chẳng hạn. And this relationship is very bad. Và cái mối quan hệ này rất tồi tệ. And day after day. Và ngày này qua ngày khác. You keep on thinking about how to do something to restore this relationship. Phải làm cái gì đó để cải thiện cái mối quan hệ này. Many people live with this for years. Rất nhiều người cứ sống cái điều đó với trong cả hàng năm trời. And they always think they're going to do about it, something about it tomorrow. Và tất cả những gì họ làm đó là họ nghĩ rằng mình sẽ làm cái điều đó vào ngày mai. God is the beginning. Hãy nhớ rằng Chúa là ban đầu. The Bible starts with this word. Kinh Thánh bắt đầu cái từ đó. God acted. Chúa hành động. And created the world. Và tạo nên thế giới. Amen. Amen. Because it is this, resistance. Tại vì bạn biết không, có cái sự chống đối bên trong chúng ta. So it is the hardest part is always the beginning. Cái phần khó nhất bằng sự khởi đầu ngang. The first phone call. Cái bước đầu tiên, cái cú điện thoại đầu tiên. And you also forgive. Khi bạn xin sự tha thứ chẳng hạn. Hoặc nói rằng chúng ta hãy cùng nhau đặt the first chuyện. Step into ministry. Cái bước đầu tiên để bước vào chức vụ. It's like a train. Nó giống như cái con tàu ấy. You know, when the train is standing still, khi con tàu nó còn đứng im, it needs 10 times the power, to start than it takes by going in full speed. Thì cái lực mà nó cần ấy,
lớn hơn 10 lần so với cái lực mà khi mà nó đã đi rồi. The beginning is the hardest part. Cái phần ban đầu là cái phần khó nhất. And it can be like this for us also. Và đối với chúng ta cũng có thể như vậy. Sometimes very, very simple things. Đôi khi những điều rất đơn giản. You know, like I have this doorbell, electric doorbell. Chẳng hạn tôi có doorbell. Okay, no. Tôi có cái chuông cửa. You have that in Vietnam also. You know, and you can push a button and then you can change the sound of the doorbell. Và bạn ấn cái đó bạn có thể đổi cái âm thanh của cái chuông cửa. And when I put it up, và khi tôi treo cái chuông lên, it was this horrible sound. You know? Cái nghe cái âm thanh nó khó chịu quá. Dừng đấy, âm thanh nó như vậy. And you know, and I put that's a horrible sound. Và tôi nghĩ là cái âm thanh này khủng khiếp quá. I'll get the ladder. Tôi sẽ đổi. And I'll change the sound. Tôi sẽ bắt cái cầu thang, bắt cái thang để tôi đổi. Something better. Đổi thì nghe hay hơn. So go today. Nhưng mà hôm nay. I'll do tomorrow. Mai là. And the next day. Rồi ngày hôm sau. Ring ring ring. Chúng ta oh, I can't stand this sound. Tôi chịu nổi cái âm thanh này. I'm going to change it, you know. Mình phải đổi cái âm thanh này đi. Tomorrow. A whole year went by. Và cuối cùng cả năm trôi qua. And this doorbell was sounding. Và cái chuông cửa. Many times every day. Rất nhiều lần mỗi một ngày. And every time I heard it. Và mỗi một lần tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. I thought that. Change the sound tomorrow. Tôi nghĩ rằng ngày mai mình sẽ đổi cái chuông này. One day I got so tired. Cho đến một cái ngày tôi mệt mỏi quá. I can't stand it any longer. Không thể chịu thêm được nữa rồi. I took a ladder. Rồi lấy cái thang. Went up and pushed the button. Trèo lên, đổi cái bấm đó. Và chúng ta chỉ có mất 2 phút. And then he said. Và sau đó nó đổi thành cái tay lại đi. Ít tay lên người. How stupid! Sao mình ngu thế nhở? A whole year I've been listening. Cả một năm trời mình chịu đựng nghe cái này. We know what to do. Và bởi vì đôi khi chúng ta biết điều cần phải làm. Nhưng mà chúng ta cứ trì hoãn lắm. Ngày mai sẽ làm. Ngày mai sửa. But the doorbell, this is just funny. Và cái chuông cửa có thể nó là chuyện vui thôi. Nhưng mà với Chúa, đây là điều rất nghiêm túc. God calls. Tại vì Chúa gọi. God speaks. Chúa nói. But he will never go for us. Nhưng mà Ngài sẽ không bao giờ đi thay cho chúng ta. We will have to go. Chúng ta phải đi. I will have to take the step. Tôi sẽ phải làm một cái bước. I will have to begin. Tôi sẽ phải bắt đầu. God has given me that nature. Chúa đã ban cho tôi cái bản chất. Just like he has. Cũng giống như Ngài đã ban. Let's give the Lord a big hand. Chúng ta đưa lên Chúa chẳng hổ tạ. Let's go to Luke chapter 5. Và chúng ta hãy đến với Luca chương 5. I just want to read some scriptures to you. Tôi muốn đọc một số câu kinh thánh với các bạn. About what it is sometimes that hinders us. Về một số điều đôi khi cản trở chúng ta. To begin to do what we know is right. Để bắt đầu làm cái điều đúng mà chúng ta biết rằng là đúng. And one of these things, you know, we can find here. Và một trong những điều đó chúng ta có thể tìm thấy ở đây. When they were born. Trong câu 4, Jesus said to Peter. Chúa Giêsu nói với Peter. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Khi Ngài phán xong, thì biểu Simon rằng, hãy trèo ra ngoài xanh thả lưới và đánh cá. Jesus said, go out, let's go out to fish. Chúa Giêsu nói rằng, hãy đi ra ngoài sâu và đánh cá. Verse 5. Câu 5. But Simon answered and said to him. Simon thưa rằng, Master, we have toiled all night. Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được gì hết. Peter said. Peter nói. Yeah, you know, but. Vâng, Chúa ơi. We fished all night. Nhưng mà chúng con đã đánh cá cả đêm. And we haven't caught anything. Và chẳng bắt được con cá nào cả. We have tried, Jesus. Chúng con đã thử rồi, Chúa ơi. But it didn't work out. Nhưng mà không có kết quả. And that thought. Và cái ý nghĩ đó is one of the enemies of beginning. Là một trong kẻ thù của sự bắt đầu. I already tried. Tôi đã thử rồi. But it didn't work out. Nhưng không có kết quả. I've already begun. Tôi đã bắt đầu rồi. But it didn't function. Nhưng không có kết quả. I tried to restore the relationship. Tôi đã thử khôi phục mối quan hệ rồi. But I wasn't able. Nhưng không thể. I tried to start a home group.
Tôi đã thử bắt đầu vào nhóm tế bào rồi. I tried to serve in the church. Tôi đã thử phục vụ trong hội thánh rồi. But it didn't work out very well. Nhưng kết quả không được tốt lắm. And then we think like this. Và lúc bây giờ chúng ta nghĩ như thế này. Because I've already tried once. Bởi vì tôi đã thử một lần rồi. You know, I won't do it again. Cho nên bây giờ không làm lại nữa. But you know something. Nhưng mà biết gì không? Even if you tried before. Thậm chí nếu như trước đây bạn đã từng thử. Doesn't say you shouldn't begin again. Thì cũng không có chỗ nào nói rằng bạn không được bắt đầu lại. A Christian need to know. Một cơ đốc nhân cần phải biết. Sometimes you need to begin. Rằng đôi khi bạn cần phải bắt đầu. And then begin again. Và lại phải bắt đầu lại. And then begin again. Và lại bắt đầu lại. Until you see what God wants you to. Cho đến khi bạn nhìn thấy cái điều mà Chúa muốn bạn được. There are so many Christians. Có rất nhiều cơ đốc. And they have maybe failed in an area. Và có thể họ đã thất bại trong những lĩnh vực đó. Something for God. Họ muốn làm một điều gì đó cho Chúa. Or you know, maybe they're just trying to start a business. Hoặc là chẳng hạn bắt đầu khởi đầu một doanh nghiệp. You know, it didn't work out. Và không có kết quả. And then they get broken for the rest of their life. Và sau đó họ đã bị phá sản trong suốt phần đời còn lại. God is the Alpha. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa là Alpha. He is the beginning. Ngài là ban đầu. And Peter. Và Peter. I know you have been fishing your life. Peter, ta biết ngươi đã đánh cá cả đêm. I know you caught nothing. Ta biết ngươi đã chẳng bắt được con nào. Let's try again. Nhưng hãy thử thêm một lần nữa. Tell your neighbor. Hãy nói người bên cạnh của mình. Let's try again. Hãy thử thêm một lần nữa. But Jesus, we fished all night. Why should it be different this time? Tôi đã đánh cá cả đêm rồi, không bắt được con nào. Tại sao bây giờ tôi phải thử lại? Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng chúng ta phải thử tiếp. Amen. Amen. Jesus says that we should try. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói thì chúng ta phải thử tiếp. You know we I am Pastor Leonid. Bạn biết không, tôi và Pastor Leonid. We are both working with the buildings in infra churches. Cả hai chúng tôi đều làm cái việc là xây dựng tòa nhà cho hội thánh. He's building a big church. Anh ấy xây dựng một cái hội thánh rất lớn. And we are renovating a church we bought in Moscow. We are renovating a building we bought. Renovating. Còn tôi, chúng tôi thì là sửa lại cái tòa nhà mà chúng tôi mua được. And for many years. Và trong rất nhiều năm. You know, I as a pastor was looking for a church building in Moscow. Và biết không, tôi là mục sư mà, cho nên tôi đi tìm kiếm cái tòa nhà. And the church was praying. Hội thánh thì cầu nguyện. And one day. Và có một ngày. You know, we finally. Cuối cùng. You know, I finally found the building. Tôi tìm thấy một tòa nhà. That I really thought this is the building that God wants us to have. Mà tôi thực sự nghĩ rằng đây là tòa nhà mà Chúa muốn chúng tôi có. And we negotiated the price. Và chúng tôi thỏa thuận giá cả. And I stood up Sunday morning in the church. Và buổi sáng chủ nhật tôi đứng ở trong hội thánh. And I said, we have found the church building. Và tôi nói rằng là chúng ta đã tìm thấy tòa nhà. And all the church was laughing. Và tất cả hội thánh đều pictures of the building. And I said, well done, Pastor. Oh, and I was even inside filming all the rooms. Và thậm chí là cái cảm giác ở bên trong toàn bộ cái tòa nhà. And people said, yeah. Cool, Pastor. And I said, this is the building God wants us to have. Đây là cái tòa nhà mà Chúa muốn chúng ta có. And then we started to gather monitors. Và sau đó chúng tôi chuẩn bị. Went so slow. Nhưng mà cái quá trình nó diễn ra rất chậm chạp. And finally one day. Và cuối cùng có một ngày. You know they called me. Và biết không, người ta gọi điện cho tôi. We sold the building to somebody. Và nói rằng là chúng tôi bán cái tòa nhà đó cho người khác rồi. And you know, for me. Và bạn biết không, đối với tôi. It was first of all, it was such a disappointment. Trước hết đây là một điều thật là thất vọng. I really thought that this was God. Bởi vì tôi đã thực sự nghĩ rằng đó là Chúa, từ Chúa. And secondly, it was so embarrassing. Và thứ hai nữa là chúng ta rất xấu hổ, rất ngại. I am told the church. Tôi đã bảo với cả hội thánh rồi. This is the building. Rằng đây là tòa nhà của chúng ta. And they've been clapping. Họ đã hoan hô rồi. Our pastor, he hears God, he hears God's meeting. Những mục sư của mình thì nghe được Chúa bảo. Oh, yes. Đúng. He is a spiritual man. Rất thuộc linh. And now I have to go in front of the church. Còn bây giờ tôi phải đến trước mặt hội thánh và nói. Do you remember the building that we were supposed to buy? Các bạn còn nhớ cái tòa nhà mà chúng ta định mua không? Nhớ. Sold to someone else. Cái tòa nhà bây giờ bán cho người khác mất rồi. Và đối với tôi là mục sư của một hội thánh lớn, tôi cảm thấy điều này rất là khiến cho lòng tan vỡ. Và tôi cầu nguyện Chúa ơi, Chúa ơi, con sẽ phải làm gì? Và bạn biết Chúa nói gì không? Don't shout, cast out the nets. Hãy ra ngoài sâu
thả lưới xuống. I just begin one more time. Và lại bắt đầu thêm một lần nữa. Lord, I've already tried. Nhưng Chúa con đã thử rồi. And I failed. Và thất bại rồi. Then God said, but let's try again. Nhưng Chúa nói hãy thử thêm. Tell your neighbor. Hãy nói được bên cạnh của mình. Let's try again. Hãy thử thêm một lần nữa. You know, yeah, but what about my prestige? Oh, nhưng mà còn cái thể diện của tôi thì sao? The Bible starts with the word in the beginning. Kinh Thánh bắt đầu bằng cái từ ban đầu. And the wonderful thing with God. Và cái điều tuyệt vời với Chúa. Is that when you fished all night and caught nothing? Đó là khi bạn đánh cá cả đêm mà chẳng bắt được con nào. Then there can still be a new beginning. Thì khi đó vẫn còn có thể có sự bắt đầu với Ngài. Amen. Amen. When you have tried. Khi bạn đã thử. When you have failed. Khi bạn đã thất bại. Still God is the beginning. Mặc dù vậy Chúa vẫn là ban đầu. And He told the disciples. Và Ngài nói với các môn đồ. I know you fished. Ta biết người đã đánh cá. I know you caught nothing. Ta biết người đã chẳng bắt được cái gì. But I tell you anyhow. Nhưng dù sao đi nữa ta vẫn nói với người. Hay bắt đầu. It is people who think like this. Và chính những con người suy nghĩ như vậy. That will do great things for the Lord. Mới là những con người có thể làm được điều vĩ đại cho Chúa. Amen. Amen. The first and in one way maybe the greatest of all missionaries. Sứ đồ hay là nhà giáo sĩ đầu tiên có lẽ là nhà giáo sĩ vĩ đại nhất. Was an Englishman by the name of William Carey. Là một người Anh tên là William Carey. Everyone who reads church history, they know who William Carey. Và chắc tất cả mọi người đọc lịch sử Hội Thánh đều biết William Carey. He's called the father of modern mission. Ông được gọi là người cha của truyền giáo hiện đại. He went to India. Ông đã đến Ấn Độ. The first missionary to India. Như là một người giáo sĩ đầu tiên đến Ấn Độ. First missionary from, you know, basically from any Protestant church. Thậm chí là có thể nói là vị giáo sĩ đầu tiên từ Hội Thánh Tin Lành. And he spent his life there. Và ông dành cuộc đời ở đó. He built a big mission station. Ông xây một cái trụ sở truyền giáo rất lớn. Built a big printing house. Xây một cái nhà xuất bản rất lớn. Started to translate the Bible. Và bắt đầu dịch Kinh Thánh sang thổ ngữ. And one night. Và có một đêm nọ. Hit by lightning. Vì sét. And everything burned out. Và cuối cùng tất cả mọi thứ bị cháy hết. Mọi thứ bị cháy hết. And when he was sitting and watching it. Và khi ông ngồi và quan sát cái nhà xuất bản của mình. The local man from India came and said to him. Và có một người địa phương ở Ấn Độ đến và nói với ông ta. Mr. Carey. Ông Carey. What are we going to do now? Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? What is it? Và bạn biết Carey nói gì không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Chúng ta sẽ xây lại. Và lần sau chúng ta sẽ xây tốt hơn. Và đó là điều ông đã làm. These are the men that conquered the world for God. Và đó chính là con người đã chinh phục, đã chiến thắng thế giới. God cho ông trời. This building to burn up. Tất nhiên Chúa không muốn cái tòa nhà bao bị cháy. But if these things happen, nhưng nếu như điều đó xảy ra, we are not paralyzed. Thì chúng ta cũng không bị tê liệt. Because we think. Bởi vì chúng ta nói rằng in the beginning, ban đầu, this is how God is. Chúa của chúng ta là như vậy. Some people, có một số they người get so broken hearted, lòng của họ quá bị tan vỡ. Maybe a friend disappointed you. Có thể một người bạn đã khiến cho bạn bị thất vọng. Maybe you disappointed with the leader in the church. Có thể bạn đã thất vọng với người lãnh đạo trong hội thánh. Maybe somebody treated you very, very badly. Có thể đó ai đối xử với các bạn một cách rất là tệ hại. I've been a pastor for many years. Tôi đã làm mục sư trong nhiều năm. I've met so many people. Tôi đã gặp rất nhiều người. And they're disappointed in their life. Và có những sự thất vọng chán chường trong đời sống của họ. When I was a youth pastor, khi tôi còn là mục sư thanh niên, we had this girl in the church. Có một cô gái ở trong hội thánh. I worked in Norway. Ở lúc đó tôi làm việc ở Nam. She was a star. Cô ấy có thể nói là một ngôi sao. So pure. Rất là so bright. Rất là sáng láng. She was singing. Rất là xinh đẹp. Evangelizing. Truyền giảng. Winning her friends, you know, for Jesus. Chinh phục những người bạn về cho Chúa Giêsu. She was the greatest help for me as a youth pastor. Là một sự giúp đỡ rất lớn cho tôi lúc bây giờ tôi là một sư. And I thought, God give her a good husband. Và tôi nói rằng Chúa ơi, một ngày nào đó xin hãy cho cô một người chồng tốt. And one day. Và có một ngày. A young man in the church. Có một chàng trai trong hội thánh. Proposed to her. Ngỏ lời với cô ta. And she fell in love with him. Và cô ấy cũng rất là yêu chàng ấy. And she was so happy. Và cô ấy vô cùng. I was happy. Tôi cũng hạnh phúc đó. Everybody was happy. Mọi người đều hạnh phúc. And she planned her wedding. Và cô ấy làm kế hoạch cho cái lễ cưới. Her wedding dress. Váy cưới này. You know the wedding ceremony. Rồi lễ cưới này, nghi thức cưới này. And just short time before the wedding. Và ngay lúc trước lúc cưới một thời gian ngắn. The guy said to her. Chàng trai nói với cô ta. I found someone else. Anh có người khác rồi. I don't want to marry you. Anh không muốn cưới em. And he left her. Và anh ta bỏ cô ta. And listen to me. Và xin anh nghe tôi. This girl came home to me.
Khi cô gái này về nhà có gặp tôi, she cried hysterically. Cô ấy khóc không thể ngừng lại được. And I knew. Và tôi biết. Now. Giờ đây. I have to save her life. Tôi phải cứu đời sống của cô này. A young, poor heart like this can be broken. Bởi vì một cái trái tim nó trẻ như vậy và bị tan vỡ như vậy. How could he do this to me? Làm sao có thể làm được điều này? You know, làm sao anh ta có thể làm được điều này? How can men be like that? Tại sao đàn ông lại như thế nhỉ? Tôi xin phép nói với bạn một điều. Hãy nhớ rằng với Chúa luôn luôn có những khởi đầu mới. And I told this girl. Và tôi nói với cô gái ấy. If this guy is so stupid, he doesn't understand what he's missing. Nếu cái thằng này nó ngu thế, nó không hiểu nó đang mất gì. You know, that's his problem. Thì đó là vấn đề của nó. I'm going to pray for you. Còn tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Jesus came to heal the broken heart. Bởi vì Chúa Giêsu đến để chữa những kẻ vỡ lòng. And God's going to give you a husband. Và Chúa sẽ ban cho cô một người chồng. Better than this one. Tốt hơn cái thằng ấy. I pray for her. Và tôi cầu nguyện cho cô ta. Amen. Today she's married to the pastor of the church. Và ngày nay cô ấy cưới có lập gia đình với một vị mục sư trong hội thánh. Amen. They have five children. Họ có năm con. She's very, very happy. Và cô ấy vô cùng hạnh phúc. Amen. Amen. Listen to me. Hãy nghe tôi. Maybe something went wrong somewhere. Có thể một điều gì đó đã trở nên không ổn ở một chỗ nào đó. Maybe your heart got broken. Có thể lòng bạn đã bị tan vỡ. With God. Nhưng với Chúa luôn luôn có những khởi đầu mới. Hãy nâng lên Chúa mặt của chúng ta. Thậm chí even if we have tried and failed, nếu chúng ta đã từng thử và thất bại, we can still begin again. Chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại. Let's go to Exodus 4 chapter. Còn bây giờ hãy vào trong Xuất Ê-tô Ký chương 4. I want to show you another reason. Tôi muốn chỉ cho các bạn thấy bây giờ một cái lý do nữa. Why sometimes we don't begin to do the things that we feel in our heart? Tại sao đôi khi chúng ta không bắt đầu làm cái điều mà trong lòng chúng ta cảm thấy cần phải làm? In Exodus 4. God is speaking with Moses. Ở đây Chúa nói chuyện cùng với Moses. Calling him. Gọi ông. You know to take the people out of Egypt. Để ông dẫn Israel ra khỏi Ai Cập. But Moses, he didn't want to go. Nhưng Moses không muốn đi. Let's read what he says to God in verse 1. Chúng ta hãy đọc xem Moses nói gì với Chúa trong câu 1. Then Moses answered and said. Moses thưa rằng. But suppose they, that is the people of Israel, that he will go to. Nhưng dân đó. But suppose they will not believe me, that he's talking about the people of Israel. Dân đó ở đây anh chỉ là dân Israel mà ông cần phải đưa ra khỏi Ai Cập. But suppose they will not believe me nor listen to me. Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi. Suppose they will say the Lord has not appeared to you. Chẳng hạn bây giờ họ nó sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu. Moses knew God wanted him to go. Như vậy Moses biết rằng Chúa muốn ông đi. But he didn't go. Nhưng ông đã không đi. Because he was afraid of failing. Bởi vì ông sợ thất bại. He was thinking like this. Ông nghĩ thế này. Oh, what if I do this? Nếu mà mình làm điều này. And it doesn't work out. Và không có kết quả thì sao? He kind of picture. Và ông đã hình dung. Himself saying, let's leave Egypt. Ra cảnh mình nói với dân Israel là hãy ra khỏi Ai Cập. And they will all say. Và tất cả họ đều nói. Oh, God has not spoken to you. Chúa nào nói với ông Moses? And they don't want to hear. We will not follow you. Chúng ta không đi theo ông đâu. And he says, oh God. Và Moses nói với Chúa. What if it doesn't work out? Nếu như không có kết quả thì sao? And listen to me. Thì hãy nghe tôi. Well, so what? Thì làm sao nào? Moses, you will not know until you try. Moses, làm sao mà ngươi biết được nếu ngươi chưa thử? We people. Chúng ta là con người. We sometimes have this really strange. The fear of faith. Đôi khi chúng ta có cái sự sợ hãi thất bại rất là kỳ cục. But you know if you fail. Nhưng bạn biết không, nếu như bạn đã thất bại. Well, first of all, usually that's not so bad as you think. Thì trước hết là cái sự thất bại thực ra cũng không tệ như bạn tưởng đâu. But Moses, what if you go and they don't listen to you? Well, then at least you try. Moses, nếu như mà ngươi đi mà người ta không nghe ngươi, thì ít nhất là ngươi đã thử đi. What if I start this whole group? Nếu như tôi bắt đầu nhóm tế bào. And then nobody comes. Và chẳng ai đến thì sao? Yeah, well, so what? Thì đã sao nào, không ai đến thì đã sao? Tell your neighbor, not so what? Hãy nói người bên cạnh của mình, thì đã sao nào? Thì đã sao? What if I start this business and it doesn't work out? Thế nếu tôi khởi sự doanh nghiệp mà không có kết quả thì sao? What if I call my mother with whom I haven't spoken for 4 years and she doesn't want to speak with me? Nếu giờ tôi gọi điện cho mẹ tôi, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau 4 năm liền, nhưng mà nhớ mẹ tôi không muốn nói chuyện với tôi thì sao? Well, we have to go to find out, haven't we?
thì chúng ta vẫn phải gọi để mới biết rằng là sự tình nó sẽ diễn ra như thế nào. What if I propose to this girl and she said no to me? Nếu như mà tôi ngỏ lời với cô ấy mà cô ấy từ chối thì sao? Có chết không? Không phải nghĩ thì có chết không? Amen. You know, look at Moses. Vâng, anh xem Moses. He's just like us. Giống Moses cũng giống hệt chúng ta. Oh God, I don't know. Thôi, Chúa ơi, con không biết được. But in God there is hope. Nhưng anh nhớ rằng trong Chúa có hy vọng. I believe you want me to do this, God. Tôi tin rằng Chúa muốn con làm điều này. And I'm not going to be afraid of failure. Và con sẽ không sợ thất bại. Faith begins. Bởi vì đức tin thì giả. Faith begins. Đức tin thì bắt đầu. Amen. Amen. Look, I told you, I spoke about when I was a youth pastor. Và tôi đã được kể với các bạn khi tôi còn là một sinh thanh niên. You know when I was a youth pastor. Và biết không, khi tôi là một sinh thanh niên. I lived in a little town in Norway. Tôi sống ở một cái thị trấn nhỏ. Not so many people up there. Ở đó không có nhiều người lắm. And I just wanted to win the world for Jesus. Và tôi chỉ muốn chinh phục cả thế giới cho Chúa Giêsu. So many times. Cho nên rất nhiều lần. I gathered the whole youth group. Và tôi nhóm tôi là trở nên là. We're going to another place. Và nói rằng chúng ta sẽ đi đến chỗ khác. And we're going to hire some kind of whole revival meeting. Và chúng ta sẽ thuê một cái hội trường ở đó, chúng ta sẽ có buổi nhóm phát hưng. Nobody can't come. Thế nhóm không ai đến thì sao? You know, we did this several times. Và chúng tôi làm cái điều đó vài lần rồi. And sometimes nobody came. Và đôi khi không ai đến thật. Thì đã sao nào? Tell your neighbor, so what? Anh nói cho người bên cạnh mình, thì đã sao nào? I remember one time. Tôi còn nhớ một lần. We brought loudspeakers. Chúng tôi là thuê cái loa rất lớn. I had youth singing. Rồi là thanh niên thì. And we had meeting out in the square. Và chúng tôi tổ chức một nhóm ở ngoài quảng trường. And when I was preaching. Và khi tôi giảng. I was looking ahead of me. Tôi nhìn phía trước mặt tôi. There was nobody there. Không có ai ở đó. Not even a fox, not even a bird. Là chim chim cũng không có, sói chó. I looked to the left. Tôi nhìn bên trái. No living soul. Không có một linh hồn sống nào ở đó. I looked to the right. Tôi nhìn sang bên phải. There was no living creature. Không có một tạo vật sống nào đó cả. And I was standing there preaching. Và tôi đứng tại đó giảng. And you can say. Và bạn có thể nói. Wasn't that a failure? Thế có phải là thất bại chưa? Yeah, maybe it was. Đúng, có thể là thất bại. Nhưng mà đã dám thử. Tell your neighbor, he tried. Anh nói bên cạnh ông này, ông dám thử. And maybe God said. Và có thể Chúa đã nói. Maybe look down. Có thể ngài trên trời này nhìn xuống và ngài nói. I think we need to take this guy and put him in a place with more people. À, cậu này được đấy. Mình sẽ phải lấy cậu này đặt cậu ra sang cái chỗ nào có đông người một chút. Tăng ở Moscow. You know, I don't know. Tôi không biết nữa. But I know something. Nhưng tôi biết một điều. These people dare to begin that. Có những con người, chính những con người dám làm điều gì đó là những người làm việc được cho Chúa. Amen. Amen. You can't be so afraid. Chúng ta không thể được. Không được phép sợ, quá sợ hãi. What if they say God has not spoken you to? Thế nhớ họ nói rằng là Chúa đâu có nói với em, đâu có phán. God has not spoken if they don't believe you. Nếu mà Chúa, nếu mà họ không tin con thì sao? What God said, say to Moses, don't worry. Và Chúa nói với Moses là đừng có lo cái chuyện. If you don't begin, then for sure nothing is going to happen. Nếu mà con không dám bắt đầu thì chắc chắn rồi sẽ chẳng có gì có thể xảy ra. Amen. Remember the parable about the servant that dig down his talent in the ground. Bạn còn nhớ cái nguồn ngôn về người đầy tớ đã đi chôn cái talent của mình xuống đất không? You remember that? Còn nhớ nguồn ngôn đó không? And he said like this. Và cái người. Oh, I was afraid. Tôi sợ. That maybe I would waste the talent. Nhớ tôi làm mất cái talent của ngài thì sao? He was afraid of the wrong thing. Người đó sợ điều sai. What it should have been a fear afraid of. Và cái điều mà anh ta đã lẽ là không nên sợ. That is to never try. Và chính cái điều đó khiến cho anh không bao giờ dám thử. Amen. Amen. It is better to try. Thà là dám thử. And then maybe you have to try again. Và có thể phải thử lại. Then dig it down in the ground and don't do anything. Còn hơn là đem chôn xuống dưới đất và chẳng dám làm gì cả. And all the people said. Tất cả mọi người cùng nói. Amen. You know what a tragedy is? Bạn biết cái thảm họa là gì không? Tell you a real tragedy. I'll tell you about the real tragedy. Tôi sẽ nói với các bạn một cái thảm họa thật sự. A woman in the church I worked with. Có một người phụ nữ ở trong hội thánh mà tôi làm việc. She came and said to me. Chị ta đến và nói với tôi. Asula. Ông Asula ơi. I'm gonna pray for you. Tôi sẽ cầu nguyện cho. This was when I was a youth pastor. Đó là khi mà tôi còn làm một sư thanh niên đấy. Tôi sẽ cầu nguyện cho ông Asula. So I support you. Tôi sẽ hỗ trợ ông. I'll do this as my ministry. Tôi sẽ coi cái điều đó như là cái chức vụ, như là cái sự phục vụ của tôi. Because when I was young, bởi vì khi tôi còn trẻ, I was also cool. Tôi cũng đã được kêu gọi. Nhưng tôi đã không bao giờ đi. Tôi and đã không đi. This person was a pensioner. Bây giờ cái người đó đã về hưu rồi. And has to live
và cứ phải sống như vậy với hoài niệm về việc mình đã từng được kêu gọi nhưng chẳng bao giờ dám bắt đầu. Đó là thảm họa. Amen. That is better to hire a room and have a meeting and nobody comes. Cái đấy còn tệ hơn cái việc là thuê một căn phòng và tổ chức buổi nhóm mà chẳng ai đến. Amen. Making a phone call without a result. Gọi điện thoại mà không có kết quả vẫn còn hơn. Amen. Amen. It's better to try. Thử, dám thử vẫn là tốt hơn. Amen. Amen. You know, I'm living in a big house in Moscow. Tôi bây giờ đang sống ở trong một cái căn nhà rất lớn ở Moscow. And I desire. Và tôi rất muốn. To share the gospel to my neighbors. Là chia sẻ cái tin lành với những người hàng xóm của tôi. And I've been talking with my wife. Trong một chung cư. Và tôi nói chuyện với vợ tôi. You know, we did this first time a couple of years ago. Và chúng tôi làm cái điều này là đầu tiên cách đây vài năm rồi. I said, Randy. Tôi nói Randy. We need to get in contact with our neighbors. Chúng ta phải làm sao để có cái quan hệ với người hàng xóm. We need to do something. Chúng ta phải làm cái gì chứ? And I said, let's make a Christmas party. Và tôi nói chúng ta sẽ tổ chức lễ sinh nhật tình. Giáng sinh này. Let's make a lot of Christmas food. Chúng ta hãy tổ chức chuẩn bị thật nhiều đồ ăn cho gia đình. Let's invite everybody home. Và mời tất cả mọi người sống trong chung cư này đến. And she said, Masula, that's hundreds of people. Và Rabbi nói rằng, vợ tôi nói rằng là hàng trăm người đấy, ông Masula. Yeah. But let's do it anyway. Nhưng mà cứ làm đi. And she said, Masula. Và Rabbi nói, this is your Masula. Đây là cái việc của anh nhá. You know, you fix this. Em anh tự lo nhá. And I said, okay. Và tôi nói, okay. I'll get the food. Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn. I invite them. Và tôi mời họ. You put the big posters in the house we live in. Thậm chí chúng tôi dán một cái thông báo rất là to ngay trong cái chung cư chúng tôi sống, cái chung cư rất lớn đó. And then I went from flat to flat. Và rồi tôi đi từ phòng một. And printed invitation for everyone. Và tôi phát cái giấy mời mà tôi đã in ra cho từng nhà. Come home to me. Xin hãy đến nhà tôi. We're going to have a Christmas party. Chúng tôi sẽ tổ chức bữa tiệc Giáng sinh. Well, và bạn biết không? What if everybody came? Thế nếu tất cả mọi người đều đến thì sao? That is big chaos. Thế thì sao hỗn độn lắm, lộn xộn lắm. But what if nobody came? Thế nhưng mà nhớ không ai đến thì sao? I wasted all his money for food. Thế là tốn hàng trăm đô la vì tiền mua đồ ăn. Well, I guess we just have to try. Nhưng mà tôi đoán rằng trong trường đó vậy chúng ta phải thử thôi. Amen. Because if I don't do anything, nobody will be saved. Tại vì nếu mà tôi không làm gì cả thì sẽ chẳng ai được cứu. If we don't begin, nothing will happen. Nếu như chúng ta không dám bắt đầu sẽ chẳng có gì có thể xảy ra. Amen. Amen. God gives so many good ideas. Chúa cho chúng ta rất nhiều ý tưởng hay. He gives so many challenges to us. Ngài cho chúng ta rất nhiều thách thức. Amen. Amen. But sometimes, nhưng đôi khi, we're so slow. Chúng ta quá chậm chạp. Think like Moses. Chúng ta nghĩ giống như Moses. What if nobody comes? Nhớ không ai đến thì sao? What if it doesn't work out? Nhớ không có kết quả thì sao? And therefore, và bởi vậy, we don't do many of these wonderful things. Chúng ta đã không dám làm rất nhiều những điều tuyệt vời đó. God that God gives it all. Và là những điều mà Chúa đã đặt vào trong lòng của chúng ta. Starts with the word. Kinh Thánh bắt đầu bằng từ. In the beginning. Ban đầu. And that's pastor. Và điều đó how the Lord là wants us to be. Chúa cũng muốn chúng ta phải như vậy. God wants us to be people of beginning. Chúa muốn chúng ta là những con người mà dám làm cái sự ban đầu. People who dare. Dám bắt đầu. You know, not doing stupid things. Tất nhiên không phải là làm những điều dại dột. Amen. Faith is hope. Nhưng mà đức tin thì nó phải dũng cảm. Amen. Faith dares to take your risk. Đức tin thì phải dám liều. Let me very shortly. Và tôi xin phép một cái rất là ngắn gọn thôi. You know this just show you one other thing. Chỉ cho các bạn thấy một điều nữa. One other reason. Một lý do nữa. Why sometimes we don't begin to do what we know God wants us to do. Khiến tại sao đôi khi chúng ta không dám làm cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Acts chapter 1. Công vụ chương 1. Jesus is going to heaven. Khi Chúa Giêsu chuẩn bị về trời. Amen. And he says to the disciples. Và Ngài nói với các môn đồ. Oh, you're going to receive power. Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. And the Holy Spirit comes upon you. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi. But the disciples said, ask him. Và khi đó các môn đồ họ hỏi. In verse 6. Trong câu 6. He says, you know, they asked him, Lord, will at this time restore the kingdom to Israel? Và những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? They didn't understand all the old Testament prophets. Họ không hiểu tất cả những gì mà các tiên tri trong Cựu Ước đã nói. And he said it's not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. Và Ngài đáp rằng kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you.
And you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, Samaria, to the end of the earth. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Judea, xứ Samaria, cho đến cùng trái đất. And the situation is like this. Và cái hoàn cảnh bây giờ là như thế này. Jesus is calling. Chúa kêu gọi họ. Saying like this. Nói thế này. You shall be witnesses. Và họ nói rằng là chúng con muốn thêm chút thông tin Chúa. We don't understand these prophecies about the kingdom. Chúng con vẫn chưa hiểu những lời tiên tri về vương quốc. Will you restore the kingdom now? Có phải bây giờ là lúc mà Chúa phục hồi lại vương quốc hay không? And Jesus said. Và Chúa Giêsu nói. I'm not going to tell you. Ta sẽ không cho các ngươi biết điều đó. You don't need to know it. Các ngươi không cần phải biết mọi sự. Just go. Hãy cứ đi đi. I'll show you after a while. Ta sẽ chỉ cho các ngươi thấy sau một thời gian. Và biết đâu đôi khi chúng ta muốn biết hết mọi sự. Chúng ta muốn kiểm soát được hết mọi sự. Before we go. Trước khi chúng ta dám đi. Sometimes God, He will not give you all the information. Nhưng đôi khi Chúa không cho chúng ta hết tất cả mọi thông tin. He just says begin. Ngài chỉ nói rằng hãy bắt đầu. In 1996. Vào năm 1996. I and my wife. Và tôi we were building a house in Norway. Chúng tôi đã xây một cái nhà mới ở Na Uy. And we were so happy. Và chúng tôi thực sự rất hạnh phúc. I was a youth pastor. Tôi lúc bây giờ là mục sư thanh niên. Things were going really well in the church. Và mọi việc trong hội thánh đang diễn ra rất là tốt. And then God said. Và lúc bây giờ Chúa nói. Go to Russia. Hãy đi đến Nga. And I thought, okay. Hãy đi đến Nga và tôi nghĩ rằng ok. Wow, what am I gonna live on? Nhưng mà ở đó con sẽ sống bằng cách nào? Tại vì hội thánh đâu có trả lương cho con đâu. Where are we learning in Moscow? Ở Moscow sẽ ở đâu? I don't know. Tôi không biết. How will we manage there? Làm phải sống sót làm sao ở đó đây? Chúa không nói nhiều lắm. He just said. Là chỉ nói. Now, hãy đi. Hãy đi. I have so many questions. Là tôi có rất nhiều câu hỏi. But a house? Why did I build this house? Thế còn cái ngôi nhà này, tại sao con vừa xây xong cái ngôi nhà này? How will it be with the church? Còn hội thánh này nữa. And God, He didn't think you said. Và Chúa, Ngài không trả lời, Ngài chỉ nói. I want you, Basula, to be in Moscow. Ta muốn con đến Moscow. I'm telling you anymore. Ta không nói thêm nữa đâu. Con có dám tin tưởng ta không? Are you willing to begin? Con có dám tin không? And of course, I have 100 questions I'd like the Lord to answer for. Và tất nhiên tôi có hàng trăm câu hỏi mà tôi mong muốn Chúa trả lời cho tôi. But sometimes He doesn't answer. Nhưng đôi khi Ngài không trả lời những câu hỏi đó. He says you'll be filled with the Holy Spirit and you go and preach in Jerusalem, Judea, and all over. Ngài nói rằng các ngươi sẽ được đầy Thánh Linh và các ngươi sẽ đi giao giảng tại Jerusalem, Judea, và đi cho đến cùng trái đất. And only when you begin, và chỉ khi bạn bắt đầu, will you see the next thì bạn mới nhìn thấy cái bước kế tiếp. The Bible begins with these words. Kinh Thánh bắt đầu bằng những từ này. Ban đầu. God is the beginning and is the end. Chúa là đầu tiên và cuối cùng. Amen. Amen. And beginning is all the one. Và sự đầu tiên bắt đầu là thật tuyệt vời. Something in your heart. Chúa đặt điều gì đó trong lòng bạn. And maybe even you've tried this before and it didn't work. Và có thể bạn đã thử làm điều này trước đây nhưng không có kết quả. Hãy thử lại. Or maybe you think, oh, what if it doesn't work? Không. Có thể bạn nghĩ rằng nếu nó không có kết quả thì sao? You overcome that fear. Nhưng hãy chiến thắng cái sự sợ hãi đó. Và đã làm được đó. Or maybe you think I'd like to have a lot more information about this. Và có thể bạn nghĩ rằng, oh, tôi muốn có thêm thông tin. But nhưng you go anyhow. Bạn vẫn cứ dám đi. Trusting that God, tin tưởng rằng Chúa will show you sẽ chỉ cho các bạn vào đúng thời điểm của Ngài. One of my favorite verses in the Bible. Một trong những câu kinh thánh yêu thích của tôi. Is Revelation 21:5. Đó là trong Sách Khải Huyền chương 21 câu 5. This is a verse I quote to myself over and over again. Đây là cái câu mà tôi rất hay đọc đi đọc lại. Then He who sat on the throne said. Đứng đợi đấng ngự trên ngôi phán rằng. Behold, này, ta làm mới lạ hết thảy muôn vật. Amen. Amen. That's how it is. Vâng, như vậy đó. Behold, này, ta làm mới lạ hết thảy muôn vật. When everything is done. Khi mọi sự đã làm xong. When the gospel is preached all over the world. Khi tin lành đã được rao giảng cho khắp đất. When Jesus has come back.
Khi Chúa Giêsu đã trở lại. And there is a new heaven and new earth. Và khi đã có trời mới và đất mới. What does God say? Chúa sẽ nói gì? Oh, that is all things. Này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Và ngài lại bắt đầu. And then in eternity. Và như vậy trong vĩnh cửu. Sure, he will begin again. Tôi chắc chắn rằng ngài sẽ lại bắt đầu. There will always be new beginnings with God. Sẽ luôn luôn có những sự bắt đầu mới với Đức Chúa Trời. Because the Bible, it starts and it ends with the word beginning. Bởi vì Kinh Thánh bắt đầu cũng như kết thúc bằng cái từ ban đầu. And this has to do with your and my life. Và cái điều đó nó cũng liên quan đến đời sống của bạn và tôi nữa. Amen. Amen. God will give us the grace. Chúa sẽ ban cho bạn ân điển. He gives us the courage. Sẽ ban cho bạn sự dũng cảm. The faith we need. Cái đức tin mà chúng ta cần. To begin to do. Để bắt đầu làm. The Holy Spirit challenge. Cái điều mà Đức Thánh Linh thách thức chúng ta làm. Hallelujah. Hallelujah. Let's give the Lord a big hand. Hãy dâng lên Chúa chào. Amen.